thở vào, thở ra là hoa tươi mát, là núi vững vàng, nước tĩnh lặng chiếu, không gian thanh thang. Thưa quý vị, nằm bình dị trên một ngọn đồi vắng lặng thuộc Vacaville, cách Hayward 60 phút lái xe, Thượng tọa Thích Từ Lực cũng đã xây dựng một trung tâm tu học mang tên là Phổ Trí. Đây là trung tâm chuyên tu và đào tạo tăng ni, cùng với lại các khóa tu dành cho người Việt và cả người nước ngoài. Lên đài ngàn núi cao chập Tôi đến trung tâm Phổ Trí cứ 2 tháng một lần cho những ngày sống chánh niệm. Tôi đã theo học được gần 2 năm rồi. Tôi rất yêu thích những ngày sống chánh niệm này với gia đình, ăn uống trong chánh niệm, tất cả các hoạt động trong chánh niệm. Điều đó mang lại sự vững chắc và bình yên trong tâm hồn của mình. Lễ cầu an buổi sáng đã khai mở nguồn năng lượng an lạc khi chúng tôi có duyên lành bước đến nơi an nhiên thuộc miền Bắc California này. Phương pháp tu tập chính của Trung tâm Tu học Phổ Trí là đường hướng đạo tràng chùa Phổ Từ theo đuổi từ 20 năm qua theo sư ông Thích Nhất Hạnh ở làng Mai. Trì tụng chân kinh, tập nhìn sâu để hiểu, thực hành chánh niệm, nguyện thấy rõ mà thương. Nội dung chính yếu là tu tập thiền quán để nuôi dưỡng đời sống tâm linh, tìm lại niềm an lạc cho cuộc sống cá nhân và gia đình. Tôi xuất gia tại Mỹ năm 1977. Tôi rất là biết ơn Tam Bảo và Chánh Pháp. Cho nên chi sau khi hoàn tất chùa Phổ Từ tại Hayward thì cái tâm nguyện của tôi là muốn đem đạo vào đời, muốn có một nơi chốn yên tĩnh rộng rãi như trung tâm tu học Phổ Trí để giới thiệu cái tinh thần từ bi hỷ xả của đạo Phật đến với người Tây phương, và đồng thời nơi này như là một nơi chốn tu tập cho hàng huynh trưởng, gia đình Phật tử và giới trẻ, để chúng ta thấy được rằng giá trị tâm linh của đạo Phật rất là quý báu, và đó là một món quà mà mình có thể cống hiến cho xã hội. Kể từ khi thành lập vào năm 2012, trên mảnh đất rộng 5 mẫu, dưới sự bảo trợ tài chánh từ đạo tràng chùa Phổ Từ, sau gần 2 năm xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất và xin phép hoạt động tại địa phương, trung tâm đã có giấy phép chính thức do Department of Resources Management thuộc Solano County cấp ngày 2 tháng 1 năm 2014. Trung tâm tu học Phổ Trí định hướng chuyên tu và đào tạo người xuất gia đã bắt đầu với hoạt động tu tập nổi bật như về tu học đối với Phật tử và người địa phương, tu học bằng tiếng Việt diễn ra vào các ngày Chủ nhật hàng tháng, tu học bằng tiếng Anh diễn ra 2 tháng một lần vào ngày thứ Bảy. Về đào tạo, việc đào tạo tăng tài đã là mối quan tâm trọng yếu lâu dài của Trung tâm Tu học Phổ Trí. Chính vì thế, từ năm 2015,
trung tâm đã thường xuyên tổ chức khóa tu tập hạnh xuất gia cho mọi người từ 18 đến 60 tuổi, nhằm giúp người có chí xuất gia được tiếp cận và hiểu sâu, để cũng từ đó có đủ nhân duyên theo đời sống phạm hạnh của một người tu sĩ. Trung tâm Phổ Trí cố gắng kết hợp các vị giáo thọ và giảng sư uy tín để đảm bảo tham gia công tác giáo dục đào tạo tăng tài ở lĩnh vực học hỏi, tu tập và làm việc, nhằm giúp họ có nhiều tri thức về đạo lẫn đời, cùng song hành rèn luyện phẩm chất đạo đức để phát huy những khả năng nhạy bén, sự sâu sắc, chân thiện của người tu sĩ mà có thể đi vào cuộc đời, giúp đỡ cho cuộc đời nhưng vẫn vững vàng trước những cám dỗ hay cạm bẫy. Ngoài ra còn có tuổi trẻ, tức là tổ chức gia đình Phật tử với gần 150 huynh trưởng và đoàn sinh của miền Thiện Minh về tu học, sinh hoạt. Mỗi ngày thứ ba hàng tuần, Chư Tăng Ni và Phật tử từ chùa Phổ Từ ở thành phố Hayward và các thành phố lân cận về trung tâm tụng kinh cầu an cho vùng đất mới. Cầu nguyện Phật Pháp được phát triển sâu rộng trong cư dân người Mỹ, người Việt tại địa phương. Chỉ trong thời gian ngắn, trung tâm đã thu hút rất nhiều người đến tu học, chật kín cả khán phòng, từ nhiều thiện duyên lan tỏa, bởi những sinh hoạt đã hòa hợp theo sự quan tâm và gần gũi với những vấn đề đặt ra từ thực tại đời sống. Năm 1989 thì có được gặp thầy chủ trì ở chùa Phổ Trí là thầy Từ Lực. Ở trên tu viện Kim Sơn khi đi học khóa tu với thầy Nhất Hạnh. Thế rồi từ đó được thầy hướng dẫn, nhất là khi mẹ mình mất năm 1996 thì thầy giúp đỡ mình rất nhiều để cho mẹ mình được an lạc, và từ đó mình tu tập theo thầy rất nhiều thì thấy là rất lợi lạc cho mình và cho những người chung quanh, là mình cảm thấy rõ ràng là nếu mà mình chia sẻ đó thì mình mới học nhiều, mới tập nhiều, mới tu tập nhiều. Thành thử được thầy hướng dẫn, thầy cho tụng kinh, thầy cho chia sẻ thì mình thấy mình chăm hơn một chút, ngồi thiền thêm một chút, tụng kinh thêm một chút. Chứ nếu mà không chia sẻ đó thì mình thấy là mình rất lười. Thành thử mình rất là thấy là phúc đức là được ở gần thầy trụ trì chùa Phổ Trí để tu tập với thầy và tu tập riêng cho mình, và giúp đỡ mọi người ở trong quanh xã hội của mình tu tập với nhau. Là một Phật tử gắn bó nhiều năm liền với chùa, cô Tâm Lưu Ly ngoài việc duy trì con đường tu học, còn dành khoảng thời gian của mình để tham gia hướng dẫn đạo tràng, phần nào cùng thầy gieo rắc sự an lạc từ đạo lý đến cho nhiều người khác. Bên cạnh đó còn có nhiều người nước ngoài, người Mỹ đến tu tập theo pháp môn chánh niệm của làng Mai. Sau khi nhận được sự an lành từ lúc sinh hoạt tại Phổ Từ, Phổ Trí, họ cùng đồng tâm góp sức theo thầy. Mỗi người bằng mỗi cách khác nhau đã đưa đạo cảm hóa và thay đổi tích cực bao tâm hồn khác. Tỷ xuân đó thì thế nào cũng vui, mấy người đó là hiền lành, hiền rồi vui. Anh trai cũng lâu lắm rồi, từ hồi 1987 bây giờ là 2017, gần 38 rồi. Con trai của tôi đã đến một số sự kiện của tăng đoàn ở địa phương, nhưng đây là lần đầu tiên đi với tôi đến trung tâm tu học Phổ Trí. Ở đây rất tốt, là nơi đáng đến. Phổ Thương cũng cảm nhận được trong lòng mình có những cái sự nó thanh thoát, nó nhẹ nhàng, bao cái nỗi suy nghĩ, những cái gì đó trong tâm mình thì tự nhiên nó biến mất, và làm cho mình có những cái cảm nhận là mình đang sống trong giây phút hiện tại, trong sự thanh tịnh với cái khung cảnh thiên nhiên mà trung tâm Phổ Trí đã mang lại. Thưa quý vị, trong thời gian đầu hình thành trung tâm Phật học Phổ Trí thì Thượng tọa Thích Từ Lực đã phát nguyện đọc tụng 5 bộ Đại Tạng Kinh của Phật giáo Đại Thừa. Thời gian đọc tụng tính đến nay là đã gần 3 năm. Được biết,
Chỉ còn 2 tháng nữa là vào tháng 10 năm 2017 thì bộ kinh thứ 5, nghĩa là bộ kinh cuối cùng trong 5 bộ kinh Đại Tạng Kinh Phật Giáo Đại Thừa đã được đọc tụng hoàn mãn. Các bộ kinh Đại Thừa được Chư Tăng Ni và Phật tử tụng hàng tuần là Kinh Đại Bảo Tích, Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Đại Bát Niết Bàn, Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Pháp Hoa do Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch. Đây là kho tàng tri thức mở con mắt tuệ cho mỗi người khi nhất tâm tụng niệm, bởi ghi nhận lời dạy thâm sâu nhưng rất gần gũi với thực tế cuộc sống, từ chân lý mà Phật mở lối sẽ giúp mỗi người bừng sáng trong từng bước đi của mình. Những bước đi chân chính, vững chãi với ánh sáng kề bên luôn mang đến sự an lạc và hạnh phúc bền vững. Hầu như ai đến không gian nơi đây cũng đều thích, cũng như cảm nhận sự tinh tế và tình cảm của Thầy Viện Chủ khi đã lựa chọn mảnh đất này làm điểm tựa tâm linh mang tên Phổ Trí. Ngôi nhà nhỏ đơn sơ, không nổi bật bởi nét kiến trúc đặc trưng nào, được đặt trong vùng đất yên tĩnh, bao bọc xung quanh là những ngọn đồi, có bãi cỏ và những cây xanh không mấy dày đặc, như cố ý để nắng có dịp chiếu rực một vùng trời ánh sáng, tô điểm thêm cho sự thi vị trong cái mộc mạc đến rất bình thường, nhưng bình thường sâu lắng lạ. Nét đẹp hoang sơ bình dị cùng với những thuận lợi về khí hậu, giao thông và địa lý là vị trí trung tâm của hàng chục thành phố ở miền Bắc California. Cư dân hiền hòa, trung tâm tu học Phổ Trí đã và đang là một điểm đến đầy hữu ích cho những người dân và Phật tử tìm cầu học đạo. Bên trong của trung tâm cũng như không gian bên ngoài, bình dị, đơn sơ nhưng giàu sức sống với năng lượng tu tập nhất tâm. Lắng lòng trong tiếng kệ, câu kinh, tiếp nhận nguồn pháp nhũ phi diệu, giữ sự chánh niệm tỉnh giác lúc dùng cơm để cảm nhận giá trị sự sống đang có bên mình, vân vân. Một ngày sinh hoạt tuần tự diễn ra trong không khí thanh an như thế, không chỉ giúp thân được an nhiên phục hồi nhiều năng lượng tổn thất trong cơ thể bởi được điều hòa, hơi thở, đào thải độc tố trong người, mà còn giúp tâm quét dọn bớt những độc tố, phiền muộn rối rắm, đem lại sự tỉnh táo sáng suốt để được thanh thản, nhẹ nhàng trong những giây phút hiện tại. Chú rất là an lạc, là khi mà chú đi về được đến cái cảnh chùa trung tâm Phổ Trí này á, thì cảnh vật rất là thiên nhiên, rồi nó là như người ta nói là xuất cảnh sanh tình á, rồi mình cũng muốn cái tâm mình á hòa hợp với cái thiên nhiên đó. Thưa quý vị, đến đây thì được nghe một cái câu chuyện cũng rất là dễ thương và mình cảm thấy xúc động. Thầy kể rằng là có một vị Phật tử dù là bận rộn cách mấy thì cũng cố gắng hết sức mình, xin cả ngay chỗ làm, rồi dàn xếp với gia đình rằng là dù cho tôi có làm việc hay là bận rộn cái gì cũng phải chừa cái ngày thứ ba để có thể đến trung tâm tu học Phổ Trí mà tu tập. Thì người Phật tử ấy đang đứng bên cạnh của Lâm Ánh Ngọc, và Lâm Ánh Ngọc cũng muốn rằng là tìm hiểu cái tâm tư, cái suy nghĩ của cô như thế nào khi mà cô đến trung tâm tu học Phổ Trí. Cô là gặp thầy cũng 30 năm, đệ tử của thầy, chùa của Tường. Cái niềm tin cô á là cô thích đi tụng kinh, cho nên nó là ví dụ dù bận rộn bao nhiêu thì cô cũng sắp xếp một ngày thứ ba học pháp rất là mầu nhiệm, mà cũng cô rất là có duyên với thầy, cho nên cô đi được đúng thầy, đúng chỗ, đúng nơi. Cho nên cái niềm tin của cô là cô cầu những cái gì là cô đạt được. Cho nên cha của cô là không có tu ngoài đời chứ mà tu tại gia. Cha của cô là quanh năm suốt tháng là tụng kinh niệm Phật. Cho nên ngày cuối cùng của cha ra đi rất là mầu nhiệm. Cha sống 93 tuổi mà cha không có bệnh gì hết. Ngày cha đi là cha biết giờ biết giấc ra đi. Cha mời thông báo con các con cái từ Mỹ, từ nước nào cũng giờ đầy đủ hết. Cha nằm nghe kinh, chúng con tụng kinh 10 ngày là cha đi, rất là nhẹ nhàng. Cho nên cái niềm tin của cô bây giờ cô cũng nói gương như cha của cô như vậy.
con rất là vui khi mà nghe cô nói những điều như thế này, và con cũng hy vọng rằng là tất cả những vị Phật tử ở tại nước ngoài cũng sẽ cùng chung tay với nhau, chúng ta vượt qua những cái khó khăn để mình sắp xếp cái thời gian mình đến chùa, mình tụng kinh lễ Phật, rồi song song đó là mình cùng làm những cái điều tốt đẹp để dâng tặng cho cuộc đời, thì đó là một trong những cái nhân lành để cho quý vị có một cuộc sống an lạc, hạnh phúc dài lâu. Cảm ơn cô rất là nhiều. Với một cái người trẻ như em, khi mà được tới chùa, em đầu tiên là em có cái tâm rất là mến mộ chùa, và em cũng được thầy nâng niu và dìu dắt cái việc học ở ngoài đời rất là stress và rất là căng thẳng, có những điều xấu có thể nó rất là dễ dàng nó dẫn dắt. Thì khi mà về chùa em có cái thời gian để mà ôn lại tam quyên ngũ giới, những điều mà em đã được học từ thầy, và được có cái cơ hội để mà thực tập. Và hơn thế nữa là sau khi một thời gian đi chùa lâu, em cảm thấy càng lúc càng mến mộ đạo và nhìn rõ hơn được về cái cuộc đời. Không chỉ em mà cũng có rất nhiều người khác đã có cái tâm phát tâm mà muốn xuất gia tu hành theo cái theo con đường giải thoát của những thầy và những sư cô. Và những hình ảnh của thầy và sư cô luôn làm cho chúng em phát một cái tâm rất là cung kính, ngưỡng mộ. Từ câu nói xúc cảm của một bạn trẻ về hình ảnh của quý thầy cô mà chúng tôi buộc mình phải dừng đôi phút để lắng lòng hoài niệm bất chợt trong thời điểm này. 2017, quay về quá khứ, thấm thoát đã 40 năm kể từ khi bước sang một ngã rẽ quan trọng vào ngày 27 tháng 3 năm 1977, nhằm ngày 8 tháng 2 năm Đinh Tỵ, tại niệm Phật đường Từ Quang, thầy Thích Từ Lực đã khởi đầu đời sống xuất gia năm 24 tuổi với thầy bổn sư Hòa thượng Thích Tịnh Từ. Bốn mươi năm với nhiều thăng trầm qua từng cột mốc. Từ năm 1977 đến năm 1985, thời điểm đầu tu thân, trong suốt 8 năm, thầy bắt đầu dấn thân, tổ chức các hoạt động tu học cho Phật tử, đặc biệt nhắm vào giới trẻ. 8 năm sau, vào năm 1993, thầy thu nhận và đào tạo 16 vị đệ tử, trong đó có 5 vị đã ra hành đạo và làm trụ trì, lập cơ sở hướng dẫn tu học cho Phật tử ở Mỹ và ngoại quốc. 7 năm kế tiếp, vào năm 2000, vì nhu cầu của quần sanh về điểm tựa tâm linh nơi đất khách, thầy xây dựng ngôi chùa mang tên Phổ Từ, tổ chức sinh hoạt cho gia đình Phật tử với trên 300 huynh trưởng và đoàn sinh cùng các hoạt động tu tập khác. 2012, sau 12 năm cơ sở Phổ Từ đã đi vào ổn định, thầy tiếp tục xây dựng trung tâm tu học Phổ Trí ở vùng đất mới. Để duy trì và phát triển mạng mạch Phật Pháp không chỉ cho người Việt mà cả cho những người địa phương. Lặng lẽ quan sát và chiêm nghiệm sự trĩu nặng trên đôi vai gầy của người thầy bao năm, chúng tôi thấy đông đầy sự cảm kích, thương kính. Thầy như mây bay trên cao, nhẹ nhàng che mắt bước con bao ngày. Thầy giang đôi tay trao hy vọng, nói con đi trong bình minh. Thầy mang cho con chánh pháp, dạy lòng con biết yêu thương mọi người. Dù mưa giông hay bão tố, tình thầy vẫn nắm bên con lặng thầm. Thời gian đến mang vô thường, đường dài muôn lối đổi thay vô cùng, lòng con vẫn luôn nguyện bước theo thầy muôn đời. Kính thưa quý vị và các bạn, sau gần 6 tháng tu sửa đợt 2 thì trung tâm tu học Phổ Trí đã chính thức đi vào hoạt động. Hiện tại Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng toàn thể quý vị Phật tử đang có mặt trước bảng hiệu để chuẩn bị mở bằng khánh thành trung tâm tu học Phổ Trí.
khoảnh khắc mong chờ cũng đã đến sau những năm tháng trải qua nhiều thử thách. Khoảnh khắc nhỏ nhưng lại nằm trong những tâm nguyện lớn từ bấy lâu. Vì thế mà hôm nay ghi dấu sự viên mãn cũng mang đến nhiều xúc cảm, bồi hồi. Kính thưa toàn thể quý vị, thật là một ngày hết sức hoan hỷ và vui mừng cho tất cả chúng ta được thấy trung tâm tu học phổ trí tại thành phố Vacaville, miền Bắc California đã được cấp giấy phép chính thức hoạt động, đem lại sự an lành cho tất cả mọi loài. Trong đó, sự thực tập chánh niệm là một niềm tin rất lớn đối với xã hội Tây Phương. Đó là công đức của tất cả chúng ta, xin nguyện hồi hướng, cầu nguyện quý vị và gia đình vạn sự cát tường, thân tâm thường an lạc. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Mùa xuân mới lại về, đó là mùa xuân của ánh đạo tràn về vùng đất mới. Con đường trước mắt còn rộng mở và những trái tim yêu sẽ lại từng ngày sẻ chia an lạc, gom góp yêu thương, hòa vào trời đất. Trăng sao giữ cho người.